Quang chào đón tất cả quý vị và đặc biệt là các bạn nhỏ trở lại với chương trình lần này. Hôm nay chị Thanh Ngọc đã thấy rất nhiều gương mặt đáng yêu ngồi ở đây cùng những vị phụ huynh mà có con em của mình tham gia trong trò chơi ngày hôm nay. Không biết là hôm nay thiên thần nhỏ xinh xắn nào sẽ được lọt vào vòng thi mùa đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón thiên thần nhỏ đầu tiên. Con ơi, con đâu rồi? À, con kìa. Chào con. Con đang làm gì đó? Con đang trả nhựa. Con nghe rõ rồi, con gọi tiếp đi. Con gọi tiếp đi. À, con Ngọc đẩy cho. Đã không? Con nghe tiếng vó ngựa đàng hoàng luôn nha. Rồi, thôi được rồi, chút xíu nữa con chơi cởi ngựa sau bây giờ. Ra đây với cô Ngọc nha. Rồi, ra đây. Con chào mọi người đi. Con chào mọi người. Con giới thiệu với mọi người về con đi. Con nói con tên gì đi? Lưu Ngọc Anh Huy. Con tên gì cô Ngọc nghe không có rõ. Con nói lại đi. Con nói lại tên của con đi. Lưu Ngọc Anh Huy. Rất là đáng yêu phải không nè. Rồi con lại đây ngồi với cô Ngọc nha. Rồi con ngồi đây nè, con ngồi lên đây. Vậy không biết là hôm nay tới đây bé Thi của chúng ta có món quà nào tặng cho mọi người ở đây không? Quà gì? Dạ có. Dạ có. Thôi bây giờ ha, con tặng mọi người ở đây một món quà bằng cách con hát cho mọi người nghe một bài hát được không? Rồi. Được ha, vậy con hát bài gì? Con hát bài gì? Bát Kim Hoàng. Rồi, ra đây hát, đứng đây hát. Rồi, con hát đi. Hát lớn lên con hát lớn. Hát lớn lên. 2, 3 Qua trèo qua cầu châu ba ngầu qua đồng mà tre châu ba thơ ai ai làm gì con về về đám trong hỏi thành con bị biệt hỏi cả cây kề cả đê. Rồi anh Thi ơi, khi mà ở nhà đó con chơi trò chơi xong á, con có biết xếp đồ chơi lại vô chỗ cũ không? Con sợ con xếp. Con sợ con xếp hả? Giỏi quá. Vậy thì hôm nay cô Ngọc sẽ có rất nhiều đồ để cho con xếp. Đâu, cha ơi, nhiều đồ chơi quá. Ở nhà con có chơi trái banh không? Đâu, con đá thử trái banh cho cô Ngọc coi coi. Rồi, lại đây Thi ơi. Bây giờ nhiệm vụ của con á là con phải dọn hết đồ đạc này nè vô cái kệ kia ha. Dọn đồ vô cái, thí dụ con bỏ trái banh vô chỗ nào không vừa thì con bỏ vô cái ô khác. Con hiểu không? Đó, chỉ khi nào mà con dọn sạch hết tất cả đồ chơi ở trên cái chỗ trên sàn này lên đây thì nhiệm vụ của con mới xong ha. Con đã hiểu chưa? Còn khi nào mà con không biết cất ở đâu á, không biết để đồ chơi ở đâu thì con xuống với con hỏi ba mẹ. Con xuống với con hỏi ba mẹ con để ở đâu nha. Đến 1, 2, 3 là bắt đầu nha. 1, 2, 3. Rồi, xếp kệ đi con. Xếp kệ đi con. Xếp kệ đi con. Xếp kệ đi con. Quý vị biết cách tự dọn dẹp đồ chơi của mình sau khi chơi và quý vị hãy tập cho con mình làm như vậy nhé. Một lần lấy hai ba cái vậy là cỡ lên rồi lấy những cái này luôn lấy. Rồi con đem dẹp lên kệ đi. Rồi, giỏi.
đồ mà cô cũng mệt giống như con luôn vậy đó. Con có mệt không? Không à. Cô Ngọc thấy là con xếp cũng nhanh á, 5 phút 32 giây nè quý vị. Vậy là với một đống trò chơi rất là nhiều như vậy mà Betty chỉ xếp vào kệ trong vòng có 5 phút 32 giây thôi. Một thời gian cũng rất là ngắn đúng không? Nhưng mà cô Ngọc không biết là con có phải là người chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay hay không. Thì bây giờ con hãy cùng xuống dưới ngồi với ba mẹ để xem người bạn thứ hai của mình chơi nha. Nha con. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị và các em hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn để chào đón Tí Hon thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Con ơi, cô mời con đâu mất tiêu rồi con ơi. Con lên đây nào. Ôi chứ. Trời ơi. Con ơi. Con quay ra đây coi coi con hỏi con này chút coi. Con ơi, con đi thi, con đem thấy cái gói ôm này chi vậy? Ừ, con. Con hả? Ừ, cô biết rồi, của con, để cô mượn coi. Ủa, nhưng mà hả, cái gói này để con làm gì vậy? Con ôm để làm gì? Ngủ, ngủ sao đâu, ngủ sao ôm, cái ôm sao đâu. Quay mặt ra ngoài cho mọi người. Đâu, mẹ con đâu? Mẹ con đâu rồi? Ba. Rồi. Chị ơi cho em hỏi chút xíu là bé đó nó thích cái ôm này lắm hay sao mà đi đâu nó cũng mang hết hả chị? À, bé thích cái ôm tại vì mỗi lúc tối nào ngủ rồi phải ôm cái ôm mới ngủ được, cho nên mỗi lần đi đâu chơi mình cũng mang theo cái ôm cho bé. Lần này đi đâu chơi cũng mang hết. Đi đâu mà ngủ lại đêm á, hoặc là ngủ buổi trưa hay là tối thì phải mang theo cái ôm cho bé. À rồi, cô Ngọc hiểu rồi. Có nghĩa là hôm nay con thích cái gói ôm này lắm. Rồi con muốn đem tới đây để con khoe cho cô Ngọc với mọi người đúng không? Dạ. Rồi, cô Ngọc hiểu rồi. Bây giờ ha, bây giờ con phải tự giới thiệu về mình đi. Nãy giờ chưa có ai biết con tên gì hết đó. Nói lớn lên. Tên Hằng. Rồi, con học lớp mấy? Trời. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Rồi, lại đây ngồi với cô Ngọc đây. Rồi bây giờ con ngồi đây ha. Rồi Khang ơi, ở nhà đó con thích chơi trò gì nhất? Ở nhà tôi thích làm chú bơi đội. Lớn lên con thà làm cái gì? Bơi đội. Bộ đội. Ủa, con thích làm chú bộ đội. Vậy chú bộ đội có cái gì ta? Chú bộ đội có cái gì? Súng. Đúng rồi, có súng, có cái gì nữa? Túi sách. Có túi sách, ba lô đeo ha. Rồi chú bộ đội có cái gì nữa? Có cái gì cho đỡ nắng nè? Nón. Nón. Con thích làm chú bộ đội hả? Vậy con có bài hát nào về chú bộ đội không? Dạ có. Dạ có. Có hả? Rồi con hát cho mọi người cùng nghe coi. Đứng dậy hát. Và biểu diễn giống y chang chú bộ đội luôn. Chú bộ đội làm sao con làm y chang vậy? 2, 3. Con thích làm chú bộ đội. Con thích hai, con thích hai. Con thích làm bây giờ con lại đây, cô Ngọc chỉ cho con. Có nhiều trò chơi hay lắm, có nhiều đồ chơi vui lắm. Lại đây. Quá nhiều đồ chơi luôn kìa. Rồi bây giờ trò chơi của con ngày hôm nay là nhiệm vụ của con á là những cái đồ chơi mà bày bừa trên đây nè, con phải xếp vô cái ô trên này. Có cái kệ trên này nè, con thấy không? Thấy không? Con nhìn ra đây nè, đó cái kệ trên đó đó. Rồi con phải xếp tất cả những cái thứ này vô đây ha. Khi nào mà cô Ngọc đếm 1, 2, 3 rồi bấm đồng hồ này nè thì con bắt đầu ha. Ha con ha. Rồi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Con bỏ tiếp tục. Con bỏ như vậy. Đúng rồi. Dễ quá.
giờ con xuống đi, bởi vì hôm nay con rất là ngoan ha, con quý ba mẹ đi. Và quý vị ơi, bé Khang đã hoàn thành xong phần thi của mình trong vòng 2 phút 49 giây. Còn bây giờ thì Thanh Ngọc xin mời cả hai gia đình cùng bước lên sân khấu. Hai bạn nhỏ của chúng ta hôm nay đã học cách tự sắp xếp đồ chơi của mình sau khi chơi xong. Đó là tính ngăn nắp mà tất cả trẻ con nào cũng phải học và phụ ba mẹ để ba mẹ khỏi tốn thời gian dọn dẹp những đồ chơi của mình ha các con ha. Về nhà chơi xong nhớ dọn vô nha. Rồi, bé Nù đáng yêu của chúng ta hôm nay sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 500.000 đồng. Còn tí hon thắng cuộc trong ngày hôm nay đó là bé Minh Khang với phần quà trị giá 1 triệu đồng. Và bây giờ là phần quà chị của nhà tài trợ. Thì hãy giơ phần thưởng của mình lên đi nào. Còn con Minh Khang ơi, con có một món quà rất là đẹp, rất là dễ thương và bất ngờ mà chương trình đã dành tặng cho con. Đó là một cái cúp ai nhanh hơn ở trên bàn bên kia kìa, con chạy lại con lấy đi. Bệnh tay chân miệng là một bệnh lây.